Chương 01 Đây là Bạch Phiêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thiên lâm lịch năm 2135, ngày 31 tháng 5, thời tiết trong xanh Hôm nay tâm tình rất bực bội Muốn tìm cá nhân mua một lần say, ta mời khách Mặc dù tháng này tiền sinh hoạt sử dụng hết Nghe nói lâm thanh thanh thức tỉnh Thiên Phú, trở thành siêu năng giả Chúng ta vài chục năm thanh mai trúc mã quan hệ muốn trở thành người của hai thế giới sao? Tâm ta rất đau. Còn có một tuần liền muốn thi đại học, trong trường học, ta làm như thế nào đối mặt nàng? Lâm Giang Thị, khu trung tâm, sáng sổ sạch sẽ điệp thự tầng 2. La Lượng đem quyển nhật ký khép lại, khẽ thở dài một cái. Ở thời đại này, người còn có viết tay nhật ký không nhiều lắm. La Lượng vốn là địa cầu hoa hạ một tên thanh niên, tốt nghiệp nhiều năm, sự nghiệp có chút thành tựu. Một giấc chim bao tỉnh lại, trở thành thế giới chỉ tốt ở bề ngoài này một tên lớp 12 thiếu niên, đối phương cùng hắn trùng tên trùng họ, tướng mạo cũng có ba phần rất giống. Bỏ ra nửa ngày thời gian. La lượng đem nguyên chủ nhân nhật ký xem hết. Cứ việc la lượng có bộ thân thể này ký ức, nhưng người khác ký ức không thuộc về mình. Loại cảm giác này, thật giống như trong ổ cứng máy tính tồn trữ mấy trăm dê thế giới động vật tư liệu, muốn nghiên cứu thảo luận chi tiết nào đó, còn muốn tìm đọc một phen la lượng đi đến phòng ngủ tương liên phòng giữ quần áo trong gương một tấm trắng nõn tuấn tú xanh non khuôn mặt thân cao chừng một thước tám mặc áo sơ mi quần jean sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cùng tiền thế một dạng đẹp trai mà lại càng tuổi trẻ đánh cái chính phần đi la lượng cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười ông trí năng đồng hồ chấn động bắn ra một đầu tin nhắn lâm thanh thanh La lượng, ngươi nói xong 4 giờ chiều tới đón ta, làm sao còn không đến? Hừ. La lượng trong lòng không hiểu có chút hoảng. Cái này Lâm Thanh Thanh, vừa rồi trong nhật ký một nửa nội dung cùng nạn có quan hệ. Lâm Thanh Thanh cùng La Lượng là Thanh Mai Trúc Mã quan hệ, trước kia ở cùng một cái cư xá. Tiểu học, sơ trung, cao trung, đều là một trường học. Hai người lẫn nhau có hảo cảm, còn ước định thi cùng một trường đại học nếu như đặt ở kiếp trước địa cầu, hai người có lẽ thật có thể tiến tới cùng nhau. Dù sao la lượng gián dấp không tệ, gia thế cũng không tệ. Phụ thân là tỉnh lỵ thành thị trung tầng quan viên, mẫu thân là một nhà y dược công ty đổng sự, tài sản mấy ngàn vạn. Vấn đề xuất hiện ở Lâm Thanh Thanh gần đây thức tỉnh Thiên Phú, trở thành siêu năng giả. Đây là một thế giới có lực lượng siêu phàm. Siêu năng giả địa vị, bao trùm người bình thường phía trên, cơ hội tương đương hai giống loài khác biệt. Liền xem như thi đại học, siêu năng giả sẽ lên chuyên môn cao cấp đại học, có tương ứng vòng tròn, người bình thường rất khó tan vào đi. Dựa theo tiểu thuyết mạng sáo lộ, Lâm Thanh Thanh lần này tìm ta gặp mặt, khẳng định phải nói chia tay. La Lượng tự giác xem thấu hết thảy. Hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu nhất định chia tay, nếu không ta chủ động nói ra. Thuận tiện hô một câu, không ai mãi mãi hèn, thua người không thua trận. Không được. Lâm Thanh Thanh trở thành siêu năng giả, ta nếu là nói chia tay. Nàng đánh ta làm sao bây giờ? La Lượng cảm thấy vừa tới thế giới này nha, tốt nhất vẫn là điều thấp một chút. Cho nên, ta chỉ có thể chờ đợi nàng nói chia tay. Sau 5 phút. Ông. Trí năng đồng hồ lại là chấn động, bắn ra một thiếu nữ hình chiếu giả lập thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, một tấm mặt trứng ngỗng trong sáng động lòng người, lông mi cong cong, da thịt tuyết trắng phấn nộn, một đầu hắc trường trực đen nhánh mái tóc. váy ngắn lam nhạc dương nhẹ, lộ ra một đoạn giống như ngó sen ngọc bạch khiết đùi thon dài. Một loại ánh nắng thanh thuần, yêu đương khí tức đập vào mặt. Con hàng này bạn gái thế mà xinh đẹp như vậy. La Lượng có chút kinh ngạc. Hắn kiếp trước lăn lộn đến 30 tuổi còn chưa kết hôn đồ nghịch qua mấy đời bạn gái, cũng đuổi qua nữ thần. Nhưng là luận nhan trị, không có một cái có thể vượt qua lâm thanh thanh. Nhan trị này, miễu sát một phiếu N ngàn năm mỹ nữ. Hừ. La lượng ngươi đang bận cái gì, vậy mà thả ta bồ câu. Hình chiếu giả lập thiếu nữ, mặt phấn ngậm giận, tóc dài phất phới, tức giận nói. Ngạch, ta là đang chờ. La lượng trở tay không kịp, chẳng lẽ nói, chờ ngươi nói chia tay là thanh thanh a à, ngươi yên tâm ta lập tức để a lượng đi qua một âm thanh nam tử ôn hòa truyền đến kẻ nói chuyện là một người nam tử trung niên là la lượng một thế này phụ thân la đức thành thúc thúc tốt lâm thanh thanh lễ phép chào hỏi không có lại gây sự với la lượng cúp điện thoại chiếu ảnh la đức thành biểu lộ nghiêm túc chìa khóa xe cho ngươi phải có phong độ thân sĩ đối với thanh thanh tốt một chút Tốt à. La Lượng tiếp nhận chìa khóa, cưỡi nhập hộ thang máy, đi vào nhà Dương phòng này điệp thự bãi đậu xe dưới đất. La Lượng chỗ cư xá cấp bậc tương đối cao, ở vào trung tâm thành phố, lấy thấp mật độ biệt thự cùng Dương phòng điệp thự làm chủ, hoàn cảnh phi thường tốt. Đô. Khởi động La phụ xe con chạy bằng điện, toàn bộ hành trình lái tự động, phi thường bình ổn. Sau mười mấy phút, xe ngừng tốt, đến Lâm Thanh Thanh cư xá phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ cư xá tất cả đều là siêu cao tầng lầu, lâu dãy cổ xưa, lít nha lít nhít, như là rừng sắt thép. Ta đi. Tỷ lệ dung tích này chí ít tại 10 trở lên, thoải mái dễ chịu độ không dám tưởng tượng. La lượng không khỏi liếu lưỡi. Thiên Lam tinh trình độ khoa học kỹ thuật, so địa cầu dẫn trước khoảng trăm năm, là danh xứng với thực văn minh cấp 1. Loại cư xá mật độ cao này, bình thường là nhằm vào nghèo khó cư dân phòng phúc lợi. Lâm Thanh Thanh gia đình điều kiện xác thực không tốt. Mười năm trước phụ thân mất sớm, mất đi gia đình trụ cột, dần dần tinh thần sa sút. La lượng. Thanh Thúy thiếu nữ tiếng vang lên, Lâm Thanh Thanh đi vào la lượng bên cạnh. Thiếu nữ ước chừng 1m67, thanh thuần sáng rỡ dáng người tiếu lập cửa tiểu khu, tỷ lệ quay đầu khá cao. So hình chiếu giả lập xinh đẹp hơn A, à, la lượng ngay tại cảm tháng. Một sợi nước gội đầu thanh hương đánh tới, trên tay cảm thấy một tia thấm mát mềm mại. Lâm thanh thanh chủ động dắt tay của hắn, dáng tươi cười như hoa sen nở rộ, không mang theo một tia cát bụi. Nhìn về phía thiếu nữ, đồng tử như thủy tinh sáng long lanh, chiếu ra la lượng thân ảnh, phản phất toàn bộ thế giới chỉ có thể dung hạ hắn, như vậy sáng tỏ ngây thơ. Hô! La lượng nhẹ hít một hơi, tỉnh táo lại. Lâm Thanh Thanh lúc nào cũng có thể sẽ nói chia tay, không có khả năng bị giả tượng lừa. Hắn hỏi. Đi đâu chơi? Cùng một chỗ xem phim. Lâm Thanh Thanh lúng đồng tiền nhẹ phun, kéo lên cánh tay của hắn. Trong rạp chiếu phim. Gặp được cảm động tình tiết, Lâm Thanh Thanh cùng phổ thông nữ hài không có khác nhau, đôi mắt phím hồng, tựa sát bờ vai của hắn, thấp giọng khóc thúc thích. Kịch bản này không đúng nha, La Lượng nói thầm trong lòng, chính mình rõ ràng là chờ chia tay, làm sao còn tình cảm ấm lên rồi. Xem chiếu bóng xong. Bữa tối, hai người cùng một chỗ ăn tự phục vụ thiêu nướng. Lâm Thanh Thanh không thế nào ăn, khéo tay đã nướng chín đồ ăn đưa cho La Lượng, chăm chú nhìn hắn ăn cơm bộ dáng, lộ ra ẩn ý đưa tình. Làm bạn gái tới nói, Lâm Thanh Thanh gần như hoàng mỹ. La Lượng trong lòng cảm khái. Đếm kỹ đứng lên, Lâm Thanh Thanh ngoại trừ gia cảnh không tốt lắm, tất cả đều là ưu điểm. Dung nhan thanh mỹ, tươi đẹp ánh nắng, tính cách sáng sủa, biết làm cơm, trong trường học thành tích hàng đầu. Ăn xong bữa tối, Lâm Thanh Thanh chủ động tính tiền, hóa giải la lượng xấu hổ, hắn trong túi một phân tiền đều không có. Ta còn muốn hát karaoke. Lâm Thanh Thanh làm nũng nói, thanh âm ngọt ngào. Được, hát karaoke có giáo hoa cấp mỹ nữ miễn phí bồi hát la lượng đương nhiên không để ý chỉ là lâm thanh thanh ngươi chừng nào thì nói chia tay a à, làm sao không theo kịch bản đến hai người cùng một chỗ hát karaoke lâm thanh thanh đưa ra muốn uống rượu đỏ mấy giờ đi qua la lượng mấy lần ám chỉ thời gian hơi trễ lâm thanh thanh không có đáp lại một mực hát karaoke đến rạng sáng lâm thanh thanh uống say trong sáng khuôn mặt trắng noãn nhiễm lên một tầng đỏ hồng, chôn ở la lượng trong ngực. Đến điểm thời gian này, la lượng nếu như vẫn không rõ, kiếp trước 30 năm là sống vô dụng rồi. Thanh thanh, hiện tại quá muộn, tử giá là phạm pháp, chúng ta tìm một nhà nhà khách chịu đựng xuống đi. La lượng ho nhẹ một tiếng. Lời này sơ hở trăm chỗ. Lấy thiên lam tinh khoa học kỹ thuật, lái tự động có thể làm chủ xe toàn quyền ủy trị. Ừ lâm thanh thanh hai con ngươi khép hờ lông mi dài như điệp cánh rung động dưới bóng đêm la lượng hướng dẫn tiến về một nhà cấp cao khách sạn tâm tình vui vẻ duy nhất không thoải mái là trên bầu trời có hai vòng mặt trăng để hắn sinh ra một phần nhớ nhà phiền muộn hai nghìn một trăm tinh tệ tiền thế chấp ba trăm trước tử điếm đài tiểu thư thanh âm ngọt ngào lâm thanh thanh ấn mở trí năng đồng hồ yên lặng thanh toán tiền phòng Nhân viên lễ tân vô ý thức lượng la lượng hai mắt, la lượng có chút xấu hổ. Lâm Thanh Thanh rất thân mật nha, biết mình tháng này tiền sinh hoạt đã xài hết rồi. Cho nên, đêm nay hết thảy tiêu phí, xem phim, tiệc đứng, hát karaoke, thậm chí hiện tại mướn phòng, đều là nạn bỏ tiền ra. Ốc Nhật Đây là Bạch Phiêu A. La Lượng sinh ra một tia cảm giác xấu hổ. Đã nói xong chia đều tay, làm sao một đường tình yêu cùng nhiệt phần món ăn, hiện tại cũng muốn toàn lũy đánh. Khách sạn trong phòng. Rầm rầm. Lâm Thanh Thanh rửa mặt hoàn tất, hất lên khăn tắm đi ra, mái tóc ướt sũng, gương mặt xinh đẹp nổi lên như hà hồng nhuận phơn phớt, càng lộ vẻ phấn nộn quan trạch. Ta cũng đi tẩy một chút. La lượng tượng trưng hỏi một câu, thiếu nữ bên cạnh đối với hắn, ừ, một tiếng, mở tivi nhìn. La lượng đi vào phòng tắm, mở ra phun ra, một trận tẩy xoa. Ô, la lượng xoa tay cánh tay lúc, phát hiện trên cánh tay trái có một cái sinh động như thật hắc kim lệnh bài ấn ký. Kỳ quái! La lượng xác nhận chính mình kiếp trước thế, trên cánh tay đều không có ấn ký này. Lực chú ý theo ánh mắt, dừng lại tại hắc kim lệnh bài trên ấn ký. T. Trên ấn ký truyền đến thiêu đốt cảm giác. Ngay sau đó, ánh mắt một trận vặn vẹo, thế giới đen kịt chờ la lượng khôi phục lại lúc, bên cạnh vung hoa âm thanh biến mất, phòng tắm rửa không thấy tâm hơi. Hắn đang đứng ở trong một tòa điện thất phong cách cổ xưa, to lớn. La lượng giật nảy cả mình, dò xét bốn phía tình huống. Đây là một gian cổ lão phòng họp, chính giữa bày có một tấm phong cách cổ xưa băng lãnh thanh đồng bàn dài. Hết thảy chính bộ đoạn màu xám, quay chung quanh thanh đồng bàn dài. La lượng ngồi tại vị trí cao nhất trên bộ đoạn màu xám, mặt khác tám cái bồ đoàn màu xám, phân loại thanh đồng bàn dài hai bên, lại là trống tuyết. Sách mới công bố, cầu cất giữ, đề cử. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.